Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng cũng như nâng cao năng suất chất lượng và giá thành sản phẩm, ngành nông nghiệp huyện Yên Khánh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ, từng bước hướng nông dân tiến đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững và xây dựng thương hiệu gạo sạch Yên Khánh trên thị trường. Đây là vụ thứ ba gia đình ông Nguyễn Văn Dần ở xã Khánh Trung cây lúa hữu cơ. Ông cho biết mô hình này áp dụng kỹ thuật mạ khay cây máy, không dùng thuốc trừ cỏ, không bón phân vô cơ, mà sử dụng thuốc sinh học thảo dược để tạo ra sản phẩm sạch, dầu dinh dưỡng, đảm bảo môi trường, an toàn cho người sử dụng. Bởi vậy đây sẽ là hướng canh tác lâu dài của gia đình. Chuyển thế trạng thái cái hữu cơ thì nói chung là nó đạt được nhiều hiệu quả. Cái thứ nhất là đỡ được chi phí, hai nữa là cái giảm cái môi trường. cái thứ ba nữa là khi cái lúa cỏ là của nó nó không còn, nhân dân rất phấn khởi. Từ 5 ha thí điểm năm 2018, đến nay diện tích lúa hữu cơ của xã Khánh Trung được mở rộng với các giống chất lượng cao như hạt ngọc thiên hương, nếp cao ST25. Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến này giúp cây lúa khỏe, ít bị sâu bệnh, giá bán cao hơn từ 1 đến 2 lần so với lúa thường. Trong năm 2023-2024, chúng tôi vấn đấu xã Khánh Trung sẽ cơ bản sản xuất theo hướng hữu cơ để lấy lại một cái môi trường trong lành và điều đặc biệt hơn chúng ta đang vấn đấu cho ăn sạch ở sạch và sống lâu. Sống lâu thì phải có sức khỏe là điều quan trọng. Chính vì vậy mà trong mấy vụ sản xuất theo hướng hữu cơ vừa qua, hệ sinh thái trên đồng ruộng, tôm, cua, cá đã xuất hiện và cái hệ sinh thái trên đồng ruộng chúng tôi được cân bằng. Từ cái sản xuất hữu cơ, chúng tôi hạn chế được tối đa cái việc là sử dụng thuốc trừ cỏ, đặc biệt là thuốc trừ sâu. Nếu có đến ngưỡng và vòng trừ thì cũng là cái nhóm thuốc trừ sâu sinh học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phẩm của nông dân Kinh Trung. Để tăng hiệu quả cân bằng hệ sinh thái của đất, trong quá trình sản xuất, bà con trong huyện luôn được ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất hữu cơ, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn, để cây sinh trường phát triển tốt, đem lại thu nhập cao cho nhân dân. Để tiếp tục mà phát triển, duy trì cái sản xuất hữu cơ theo hướng là bền vững, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo các cái cơ sở là duy trì các cái mô hình sản xuất hữu cơ đã có mở rộng thêm các cái mô hình sản xuất hữu cơ của những cái đơn vị khác trong địa bàn huyện để thế nào đó là xây dựng cái sản xuất nông nghiệp theo hướng là bền vững và đảm bảo là nâng cao cái hiệu quả kinh tế và đảm bảo cái giá trị chất lượng của nông sản qua 5 năm thực hiện, đến nay mô hình liên kết sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao theo chuỗi giá trị đã được mở rộng trên 1.000 hecta trong toàn huyện. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến, sử dụng phân bón hữu cơ, ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy, thu hoạch, đã tiết giảm được công lao động, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hiệu quả cao hơn so với phương thức truyền thống. Trong hợp tác xã là cái vụ vừa qua ấy là chúng tôi uh, duy trì là cấy 100% diện tích uh, cấy thì lúa hữu cơ này bộ lá của nó là xanh suốt từ thời gian từ đầu đến đuôi nhưng mà đặc điểm của cái lá của nó cứng đấy cho nên là sâu bệnh là đỡ hẳn về sâu bệnh là từ khi cấy đến đến nay là chưa phải phun cái tí sâu bệnh nào mà cấy cái lúa hữu cơ thì chúng tôi duy trì cấy thì nó đảm bảo cho cái việc là chúng ta không phải phun thuốc cỏ sản xuất lúa hữu cơ không chỉ tạo ra sản phẩm có lợi cho sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường cải tạo đất và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm giảm chi phí đầu tư mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở địa phương